mẹ mà mẹ cuộc xe về đi với em mày nó khoay khỏa đầu óc đi về để chăm lo cho vợ con chứ. Mày cứ rủ nhà thế mày mà mẹ biết làm nào được. Bây giờ anh ấy cứ kiểu buồn thiu buồn tiêu, không biết là vì lý do gì hay là do mình vô tâm với anh đấy để anh đấy như thế nào mình cũng không rõ nữa. Nhưng mà bây giờ anh quay về đây rồi, anh mình cũng thấy anh cũng có thay đổi hơn trước rồi, cũng không phải về ăn trộm tiền này kia nữa mọi người. Lần trước về ấy toàn những cái lừa mình ăn trộm tiền của con, các người ăn trộm tiền của hai đứa. Thì mình thấy anh buồn, mình nghĩ là do là chắc là do mình. Thì mình cũng suy nghĩ đắn đo mấy hôm nay rồi, thì mình cũng bảo với bố mẹ là chắc là cho anh đi du lịch mọi người ạ, để hâm nóng tí đi. Cả mấy tháng nay rồi hai đứa mình còn chưa lúc nào cũng cãi nhau, thì chẳng cãi nhau chẳng bao giờ gần nhau ấy mọi người. Thì mình cũng đây sắp xếp đồ này đấy, mang tay đi du lịch nhá mọi người nhá. Hiện tại là đang ngoài Bắc rất là lạnh luôn. Mình đã sắm sửa đồ của anh Chiến rồi, anh Chiến vẫn chưa biết là đi du lịch đâu mọi người ạ. Thì mình cũng không nói với anh Chiến, mình có rủ mọi người ở trong nhà không đi, nhưng mà bố mẹ mình thì không đi mọi người ạ. Em Ốc cũng ở nhà thôi, Ốc có con nhỏ ấy. Đây luôn gì anh? Em lượm đồ đi chơi, hai đứa mình đi hôm qua mọi người. Thôi mà đi đâu? Đi du lịch. Du lịch gì rồi có bé cho nó ở nhà không được? Thôi cho bé ở nhà, mai hôm em cũng xin phép bố mẹ rồi đi để cho hai đứa hâm nóng lại. Từ mấy lâu này, mấy tháng này thì hai đứa... Đi anh cứ biết là thế thôi, đưa con cho bà đi. Đi thôi, xe ô tô. Đi đâu? Anh chỉ cần biết là đi du lịch là được rồi. Vừa mới về. Đây, xì. Đưa con cho bà đi. Mẹ bảo anh có bảo mẹ và mẹ cuộc xe về đi với em mày nó khoay khỏa đầu óc đi về để chăm lo cho vợ con chứ. Mày cứ rủ nhà thế mày mà mẹ biết làm nào được. Thôi đi đi. Không vui không muốn đi. Không vui cái gì bây giờ đi thôi. Quần áo các thứ còn chưa mua được cái gì. Em chuẩn bị quần áo hết rồi, có đồ mới của anh luôn. Bây giờ thiếu thì tao đi mua tiếp. Không muốn đi đâu. Bố mẹ đi với các em với vợ đi. Đi mẹ đi với mẹ. Bây giờ nhà với con cháu rồi. Mẹ trông nó rồi. Con mẹ trông rồi. Chứ mày hôm nó ấp thanh khoản nó mới về. Mẹ bảo nó đi bây giờ mẹ tâm trí con cũng chưa thoải mái rồi. Cái chuyện đấy con mệt mỏi lắm rồi. Chuyện đấy thì quay đầu hôm qua rồi. Bây giờ anh mới quay đầu về là cả nhà vui lắm rồi. Vậy xe bố mẹ cũng chuộc cho rồi. Bây giờ nợ tiền này thế này bây giờ đi đâu? Nợ thì nợ chứ bây giờ phải đi cho thuê khoản nó ấp chứ. Con thì mẹ ở nhà dù nó đi làm ăn nào được. Đi mọi người chuẩn bị hết đồ kia rồi. Không đi mà nhà làm gì mà cứ đu 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 ở trong phòng ấy. Bảo bố đi. Để đó nhà mình buồn. Buồn gì có mẹ đây. Đi. Không đi. Em giận đồ ở đây rồi anh buồn cười đấy nhở? Không đi phải đi, đừng có anh ạ. Đi. Muốn đi không? Đi. Vậy thì anh đi, mấy nơi đi cũng được. Bây giờ anh muốn đi, thậm chí anh cũng chưa đủ để cho anh để mình đi rồi. Ổn định cái gì với anh như nào nữa? Xe cũng chụp về rồi, nên nợ cũng trả được dần chứ. Còn nhiều nữa đâu. Thế anh cứ tương đối không hỏng thì làm ăn đi. Đi lên xe, đổ xe. Bảo đi rồi gì? Em có chẳng đi đi. Thôi anh mình đi đi. Rồi nhà cứ dù suốt ngày thế này ấy. Mấy em nữa đi cũng được, có gì đâu mà vội vàng như thế gì. Đi hôm nay đi rồi mấy hôm